Bây giờ chúng ta tiếp tục giải chi tiết đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 môn tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì đây là một đoạn văn đọc hiểu cuối cùng của đề thi. Trước khi làm phần này thì tương tự chúng ta cứ đọc qua yêu cầu của đề bài và đi vào chi tiết. Hãy đọc đoạn văn dưới đây và đánh dấu ABCD trên cái phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cái câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 43 và 50. Thì như đã hướng dẫn các bạn rồi, thì khi mà mình làm bài đọc hiểu thì chúng ta phải đọc câu hỏi trước. Sau đó chúng ta tìm vào đáp án. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào câu hỏi nhé. Câu 43, chúng ta dịch ra trước. Cái gì tốt nhất phục vụ như là tựa đề của đoạn văn? Ý nói chủ đề của đoạn văn này là gì? Trong các câu ở đây, chủ đề hay nhất của đoạn văn là gì? Rồi. Thì như đã hướng dẫn với các bạn thì các câu hỏi của mình được chia chủ yếu chính ra làm hai loại, là một câu hỏi tổng quát và câu hỏi chi tiết. Thì chúng ta ưu tiên làm câu hỏi chi tiết trước, rồi để khi chúng ta hoàn thành các câu hỏi chi tiết thì chúng ta hiểu bài đọc của mình, sau đó chúng ta quay lại làm câu hỏi tổng quát. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc câu số 44. Cái từ obsolete trong đoạn văn 1 thì gần nghĩa nhất với nghĩa gì? Rồi. Chúng ta như đã hướng dẫn thì chúng ta cũng từ từ ngó tới cái này nha. Bởi vì như đã chỉ cho các bạn là trong tiếng Anh thì từ có rất nhiều nghĩa, và trong một câu hoặc trong một bối cảnh khác nhau thì nó sẽ nghĩa khác nhau. Nếu bây giờ chúng ta nhìn từ này, chúng ta có thể là biết nghĩa nó hoặc không, thì chúng ta nhìn chọn bên dưới luôn thì có thể sai. Rồi. Trong phạm vi bài này, trong đề thi này sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết đề thi. Nên là chúng ta sẽ đi từng bước một. Từng bước một trong đề. Rồi. Các bạn thấy là từ obsolete thì nó nằm ở đây. Rồi, nằm ở đây. Rồi, vì chúng ta đang giải đề thi giúp các bạn học sinh, tất cả các bạn học sinh đều có thể hiểu bài, nên chúng ta sẽ dịch ra ha. Từ từ chúng ta sẽ tới chữ này sau. Waste. Chúng ta đã biết rồi, waste có nghĩa là, nếu động từ nghĩa là lãng phí, còn danh từ nghĩa là chất thải. Còn chữ y này thì khi mà có chữ y nào đó, e-learning hay y cái gì đó, thì chúng ta hiểu là y là electric. Electric hay là electronic nghĩa là điện, điện tử, electronic. Rồi, chất thải điện tử. Đây, người ta đang dùng hiện tại tiếp diễn. Đang được tạo ra trên một scale. Rồi, có một số bạn chưa biết thì chúng ta tra lên này nha. Trên một phạm vi hay trên một quy mô chưa bao giờ được thấy trước đó. Rồi, câu để ý nói là chất thải điện tử thì đang được tạo ra ở một cái quy mô mà cực kỳ lớn. Bây giờ cực kỳ lớn hoặc là chưa bao giờ được thấy trước đó. Rồi, tiếp. Máy tính và những thiết bị điện tử khác trở nên gì đó, trở nên obsolete. Giả sử chúng ta chưa biết nghĩa từ này, trở nên obsolete trong chỉ một vài năm. Rồi, để lại cho khách hàng với ít lựa chọn ngoại trừ. Đây cũng là một từ vựng nha các bạn, tra vô. Ngoại trừ để mua once, này là những cái máy tính mới hơn, to keep up
có nghĩa là để mà chạy theo á, để mà cập nhật á. Rồi vậy thì khi mà chúng ta dịch sơ sơ qua câu này rồi thì một số bạn chưa biết từ này thì các bạn có thể đoán được nó là nghĩa gì rồi ha. Giả sử chưa đoán được, chúng ta nhìn phía dưới câu của mình, chúng ta có incomplete là chưa hoàn thành, outdated, outdated có thể là một từ vựng ha, outdated là lỗi thời, dated là ngày tháng, được lập ngày tháng, out là không có ngày tháng, là lỗi thời. Inaccurate nghĩa là không chính xác, broken là vỡ. Rồi cái từ này nghĩa là gì thì chúng ta nhìn nè, máy tính và những thiết bị điện tử khác trở nên lỗi thời chỉ trong một vài năm. Rồi thì từ obsolete này nghĩa là lỗi thời là hay nhất trong trường hợp này. Vậy đáp án của chúng ta là outdated. Rồi khi chúng ta xong câu 44 thì chúng ta tiếp tục đọc câu hỏi của câu 45 à, chúng ta làm từng câu một, nếu như nó là hỏi chi tiết thì chúng ta làm. Rồi như được phát biểu trong đoạn 2, 1% lớn của chất thải điện tử có ý nghĩa có ý nghĩa cho việc tái chế trong những quốc gia phát triển. Rồi như được phát biểu trong đoạn văn thứ hai, một phần trăm lớn của chất thải điện tử, ý nói là được tái chế trong các quốc gia phát triển. Rồi các bạn lưu ý ở chỗ này nha, chúng ta có developed countries nghĩa là các quốc gia phát triển như là châu Âu, Mỹ ha. Rồi chúng ta có developing nations là các quốc gia đang phát triển. Rồi thì thật sự như là Lào, Việt Nam, Campuchia gọi là developing countries. Rồi developing country cái này ngày xưa đó là Việt Nam, Lào, Campuchia được gọi là các nước nghèo, lạc hậu, kém phát triển. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc thấy gọi nó như vậy thì hơi tội nghiệp, vì vậy Liên Hiệp Quốc mới đặt ra một cái tên khác là gọi nó là các quốc gia đang phát triển đi, không gọi là nghèo, kém phát triển, lạc hậu nữa. Vậy trong tiếng Anh khi mà chúng ta thấy developing nations nghĩa là các quốc gia đang phát triển, hoặc chúng ta hiểu là những quốc gia nghèo, lạc hậu như Lào, Việt Nam, Campuchia. Rồi ơi, sau khi chúng ta đọc và dịch xong câu số 45 rồi, chúng ta trở vào bài ha, dịch lại lần nữa cho nhớ nè. Như được phát biểu trong đoạn văn 2, 1% tương đối lớn của các chất thải công nghiệp này có ý nghĩa, có nghĩa là ha, được tái chế trong các quốc gia phát triển. Rồi bây giờ chúng ta xem đoạn 2. Bây giờ chúng ta qua đoạn 2 này. Rồi bây giờ chúng ta đã làm xong câu 44, nhưng mà chúng ta chưa dịch xong. Bây giờ để cho các bạn, tất cả các bạn đều hiểu thì chúng ta dịch tiếp câu này ha. Rồi trở nên lạc hậu chỉ trong một vài năm, để lại cho khách hàng với ít lựa chọn, bất là ngoại trừ mua những cái máy mới để mà keep up, là để mà tiếp tục khỏi bị lỗi thời. Trong trường hợp này keep up là nghĩa là vậy. Hàng triệu tấn máy tính nè, tivi nè, điện thoại di động nè và những thiết bị khác được discarded. Discarded là từ vựng
có nghĩa là vứt bỏ, được vứt bỏ mỗi năm. Trong hầu hết các quốc gia, tất cả chất thải này end up là được bỏ trong những cái landfills trong những cái hố chôn. Landfills là hố chôn rác ha. Rồi. Nơi mà nó poisons là rất là độc. Đây, bạn không biết đây là từ vựng. Nó rất độc cho môi trường. Rồi. Chất thải điện tử chứa nhiều substances là chất. Toxic là độc, là chứa nhiều chất độc như là lead ha, từ này chúng ta đọc là lead, nghĩa là chì. Lead là lãnh đạo, lead là chì, như là chì, thủy ngân và arsen. Cái mà leak là rò rỉ vào trong đất. Rồi chúng ta hết đoạn 1 để chúng ta hiểu cái bài. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 45. Để bây giờ chúng ta dịch qua để cho chúng ta nhớ. Rồi, để cho chúng ta nhớ. Nó để tìm trong bài cho dễ nè. Như được phát biểu trong đoạn văn thứ 2, 1%, 1% tương đối lớn của chất thải này được nhắm tới tái chế trong những quốc gia phát triển. Rồi. Bây giờ chúng ta lên đoạn 2 và chúng ta dịch ra. Đây. Việc tái chế là cái giải pháp lý tưởng cho vấn đề này. Rồi. Chất thải điện tử chứa số lượng đáng kể, significant là đáng kể hay là quan trọng, chứa số lượng đáng kể của những kim loại có giá trị như là vàng và bạc. Cái mà làm nó thú vị để mà tái chế, làm nó rất là hấp dẫn để mà tái chế, có nghĩa là tái chế thì chúng ta có sẽ lấy được vàng và bạc. Rồi, trong lý thuyết tái chế vàng từ các máy tính cũ thì hiệu quả hơn. Rồi. Và ít phá hủy môi trường, ít phá hủy destructive môi trường hơn. Rồi. Hơn là đào nó từ trái đất. Rồi, đào nó từ trái đất. Tái chế nó thì theo lý thuyết thì việc tái chế vàng từ máy tính này thì hiệu quả hơn, ít phá hủy môi trường hơn là đào vàng đào bạc từ trái đất. Để đào vàng đào bạc từ trái đất thì chúng ta phải lục tung nó lên. Rồi tiếp, vấn đề là rằng một phần lớn của chất thải điện tử này được bỏ, drop off, cho việc tái chế trong những quốc gia giàu có, trong những quốc gia thịnh vượng, thì được bán và chuyển hướng. Rồi chúng ta có thể vertical, các bạn không biết nghĩa thì các bạn tra nha và các bạn ghi ra. Thì vertical có nghĩa là chuyển hướng tới các quốc gia nghèo, lạc hậu, kém phát triển, là các quốc gia đang phát triển. Rồi. Pose, chúng ta thấy pose, threat là sự đe dọa, là đã tạo ra một sự đe dọa đáng kể hay một sự đe dọa ngày càng tăng cho sức khỏe của con người ở đó. Rồi. Để bây giờ chúng ta dịch lại cái câu này chút xíu để cho chúng ta hiểu hơn ha. Cái vấn đề là rằng một phần lớn của cái chất thải điện tử này, cái chất thải điện tử, cái mà được bỏ
để mà tái chế trong những quốc gia giàu có thì lại được bán và chuyển hướng tới những quốc gia nghèo kém phát triển, và đã đặt ra một cái mối đe dọa đáng kể cho sức khỏe của con người ở đó. Rồi, có nghĩa trong đoạn văn này thì ý nói là nếu như những quốc gia giàu có mà họ tái chế không xong, họ lại bán và họ sẽ chuyển hướng sang những quốc gia kém phát triển. Rồi, để bên đó xài hay sử dụng gì đó và gây hại đến môi trường. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại câu số 45. Như được chỉ ra trong đoạn văn thứ 2, một phần lớn của cái chất thải này, cái mà được nhắm tới, mean for, cái mà được nhắm tới cho việc tái chế trong những quốc gia phát triển. Rồi, thì sao? Rồi, chúng ta có a large percent of waste, một phần lớn chất thải, một phần lớn chất thải điện tử lớn nè, được nhắm tới cho việc tái chế trong những quốc gia phát triển thì gì đó. Ý nói gì đây? Rồi, bây giờ chúng ta trở lại bài. Chúng ta thấy một phần lớn này, đây là câu này, là câu then chốt của mình. Rồi, một phần lớn của chất thải, cái mà được bỏ cho cái sự tái chế trong đất nước giàu có thì lại được bán và chuyển hướng tới các quốc gia thế giới, các quốc gia đang phát triển kém. Rồi, xuống bài. Bây giờ chúng ta dịch câu A này ra. Được chôn sâu trong đất ở cái hố chôn rác. Rồi, câu này không hợp nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta qua câu B. Thì sau đó được tái chế trong những nhà máy địa phương. Sai luôn, câu này không hợp nghĩa luôn. Câu C. Thì rốt cuộc, eventually, rốt cuộc. Từ vựng rốt cuộc. Thì rốt cuộc là được gửi tới các quốc gia nghèo kém phát triển. Rồi, từ từ ha, câu C có vẻ đúng mà từ từ. Câu D. Chứa đựng như là tất cả các kim loại giá trị ngoại trừ vàng. Thấy ngoại trừ vàng là sai rồi, thì câu này sai luôn. Rồi, vì đáp án chúng ta rất là rõ ràng ở đây rồi ha các bạn ha. Thì rốt cuộc là gửi tới các quốc gia đang phát triển. Trong bài nó nói chúng ta đây. Rồi, vấn đề là rằng 1% lớn của cái chất thải điện tử này, cái mà được bỏ cho việc tái chế trong những quốc gia giàu có thì lại được bán và chuyển hướng tới những quốc gia thế giới đang phát triển, thế giới nghèo và lạc hậu, những quốc gia nghèo và lạc hậu. Rồi, vậy là chúng ta xong câu số 45. Đáp án là C. Bây giờ chúng ta qua câu số 46. Cái từ notify trong đoạn 3 thì gần nghĩa nhất là gì? Rồi, chúng ta cũng rất quen thuộc với dạng câu hỏi này rồi. Thì chúng ta đọc trong bài, coi bối cảnh, ngữ cảnh nó nghĩa là gì, sau đó chúng ta chọn. Rồi, đây, notify nằm ở đây. Notify nằm ở đây. Rồi, chúng ta cứ dịch nha. Thật sự mà nói, khi làm bài này thì chúng ta không cần phải dịch ra chi tiết từng như vậy, nhưng mà để giúp tất cả các bạn hiểu bài thì chúng ta sẽ dịch ra hết. Để address là chỉ ra. Từ này là có thể là từ vựng, có một số bạn không biết, các bạn ghi vào. Để chỉ ra cái vấn đề của thương mại quốc tế, cái việc kinh doanh quốc tế của chất thải điện tử. 170 quốc gia đã ký, sai là ký, convention, hiệp ước Basel năm 1989. Một cái agreement là một cái hiệp định, hiệp ước, hiệp định, một cái hiệp định
đòi hỏi rằng những quốc gia phát triển thông báo cho các quốc gia nghèo về những chuyến hàng chất thải gây nguy hiểm. Đây, chữ này có nghĩa là nguy hiểm đến những quốc gia nghèo đói hoàn toàn, có nghĩa là cung cấp đầy đủ thông tin. Vậy thì chúng ta dịch ra rồi, chúng ta đoán được chữ này: các quốc gia giàu có phải thông báo cho những quốc gia nghèo các chuyến hàng chở rác thải nguy hiểm nè, đến những quốc gia nghèo một cách đầy đủ thông tin. Rồi bây giờ chúng ta xem, kéo xuống coi từ notify nghĩa gì, kiếm từ nào nghĩa thông báo là sẽ đúng. Rồi bây giờ chúng ta có nè excuse. Excuse là cái cớ, đi xa quá, nhìn sơ qua thấy assure, đảm bảo, xa quá. Rồi thông báo, chúng ta có từ inform nghĩa là thông báo. Rồi chúng ta chọn. Còn cái từ notice này là nó, nếu nó là danh từ, nếu là danh từ thì chúng ta dịch là chú ý. Còn nếu như nó là động từ thì chúng ta dịch là nhận thấy. Và nhưng mà trong bài của mình á, là cái từ nghĩa chúng ta cần là thông báo, chứ không phải là chú ý hay là nhận thấy. Notice, danh từ của notify nhưng nghĩa lại khác nha, các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta qua câu số 47. Cái từ it trong đoạn 3, refer to, nói tới cái gì? Refer to, nói tới cái gì? Rồi tiếp tục lên, tiếp it ở đây. Rồi chúng ta có tiếp tục làm ha, làm từ từ, học từ vựng. Dù cho the ban, ban là cấm, ban là sự cấm, dù cho cái sự cấm này chưa taken effect là chưa có hiệu lực. Cái này là có nghĩa là theo luật, có nghĩa là hiệu lực. Liên minh châu Âu, cái nơi mà cơ, đây, infrastructure, các bạn tra từ điển thì các bạn thấy nghĩa này, này nghĩa là cơ sở hạ tầng. Nơi mà cái cơ sở hạ tầng tái chế thì được phát triển rất là tốt. Có nghĩa là ở châu Âu cơ sở hạ tầng tái chế rác thải rất là tốt. Rồi. Đã sẵn sàng viết nó vào trong luật. Viết nó vào trong luật. Rồi. Tiếp ha. Vậy là khúc này lại dịch lại, dịch lại câu này các bạn nha. Để dễ hiểu. Dù cho bây giờ, dù cho cái sự cấm này chưa có hiệu lực, nhưng mà Liên minh châu Âu, nơi mà có cơ sở hạ tầng tái chế thì được phát triển rất là tốt, đã viết cái điều này trong luật, thì chúng ta dịch chúng ta hiểu á, cái điều này là có nghĩa là cái việc cấm này trong luật. Rồi ít là nghĩa là cấm. Xuống chúng ta xem thử xem có cấm không. Rồi chúng ta có từ cấm, chúng ta có the ban là cấm, hợp lý luôn. Nếu mà chúng ta chọn là viết cái cơ sở hạ tầng tái chế ở trong luật thì không hợp lý. Viết cái Liên minh châu Âu trong luật không hợp lý, viết cái hiệp ước Basel trong luật không hợp lý ha. Bởi vì hiệp ước thì đã tuân rồi, tuân phải tuân thủ thôi, không cần phải viết nữa. Viết cái việc cấm này, rồi viết cái việc cấm này. Rồi rồi tiếp chúng ta coi cái luật cấm gì cụ thể hơn, sẽ qua câu này. Một cái luật mà hold, hold là giữ, giữ cho những nhà sản xuất
chịu trách nhiệm cho cái sự vứt bỏ an toàn của dụng cụ điện tử mà họ sản xuất. Rồi, vậy thì câu này chúng ta dịch lại đi để hiểu hơn. Một cái luật mà làm cho hay là bắt buộc những nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm cho việc vứt bỏ an toàn của những thiết bị điện tử mà họ sản xuất. Thì nếu các bạn để ý thì bạn thấy ở Việt Nam mình á, thì chúng ta đã bắt đầu có chính sách rồi. Ví dụ như Honda thì thu những cái thiết bị cũ họ sản xuất về để họ tái chế. Ý nói là vậy. Rồi, vậy thì từ X này chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta xuống đây xem câu số 48. Theo luật của Liên minh châu Âu, những nhà sản xuất điện tử được yêu cầu để rồi câu này thì đọc qua rồi chúng ta thấy nào được rồi. Theo luật của Liên minh châu Âu, những nhà sản xuất điện tử được yêu cầu để rồi chúng ta xem đây. Đây, một cái luật, đây đáp án của câu đó chính là câu này chúng ta vừa mới dịch luôn. Một cái luật mà làm cho những nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho cái sự vứt bỏ một cách an toàn của thiết bị điện tử mà họ sản xuất. Rồi, chúng ta xuống đây, chúng ta xem. À, những nhà sản xuất nè, những nhà sản xuất thiết bị điện tử được yêu cầu để nâng cấp cơ sở hạ tầng tái chế của chúng thường xuyên, không đề cập. B, Tech Responsibility for là chịu trách nhiệm cho việc vứt bỏ của sản phẩm của họ một cách an toàn. Đọc câu này quá đúng luôn, y chang câu trên kia mà người ta cho. Rồi, chúng ta chọn luôn câu C, bán chất thải điện tử tới các quốc gia phát triển, chỉ bán các chất thải điện tử tới các quốc gia phát triển. Câu này nhảm quá, không đúng. Nó phải ngược lại. Câu D, ký hiệp định Basel. Rồi, chúng ta chọn được đáp án câu B hợp lý nhất rồi. Mình dịch những câu tiếp kia để cho các bạn hiểu nó là gì thôi. Rồi, bây giờ chúng ta qua hai câu còn lại của đề thi. Câu số 49. Tương tự chúng ta dịch. Cái nào, cái phát biểu nào dưới đây thì đúng theo đoạn văn? Khi mà chúng ta làm cái câu mà gặp là câu nào phát biểu dưới đây thì đúng theo đoạn văn thì có nghĩa là mình sẽ có 3 câu sai, 1 câu đúng ha. Thôi để nó từ từ làm. Coi câu 50 trước. Câu 50, cái nào dưới đây có thể được suy luận từ đoạn văn? Rồi, suy luận từ đoạn văn. Đây là một câu hỏi thuộc dạng tổng quát. Rồi, vậy câu 49 và câu 50 đều khó như nhau. Vậy thì chúng ta làm câu 49 trước. Cái nào dưới đây thì đúng theo đoạn văn? Rồi, muốn biết câu nào đúng thì chúng ta phải dịch nó ra. Và chúng ta sẽ tìm trong bài. Giờ chúng ta dịch nè. Hiệp định Basel lúc đầu cấm việc nhập khẩu rác thải công nghệ cao vào quốc gia châu Âu. Câu B, hệ thống xử lý rác thải sáng tạo đã làm một cái fortune, make a fortune có nghĩa là kiếm được rất nhiều tiền từ cái máy tái chế của họ. Rồi, chúng ta qua câu C, output là sản lượng, số lượng nè, sản lượng rác thải điện tử tổng cộng của nước Mỹ chiếm là 70.000 tấn một năm. Câu này chắc dễ biết đúng hay sai, tí chúng sai sang bài. Rồi, cái việc mà ship, cái việc mà giao chất thải điện tử ra nước ngoài, yield, yield là kiếm được,
kiếm được lợi nhuận lớn hơn tái chế nó một cách an toàn ở nước Mỹ. Rồi, mấy câu này dễ bị nhầm lẫn nha. Để chúng ta chưa hoàn thành xong dịch hết bài đọc của mình. Rồi, bây giờ chúng ta qua tương tự chúng ta sẽ dịch hai đoạn còn lại ha. Trong thực tế khi làm bài thi thì chúng ta không cần phải dịch hết cụ thể như thế này. À, nhưng mà ở đây chúng ta dịch từng câu một để chúng ta hiểu bài. Những công ty như là hệ thống xử lý rác thải sáng tạo ở Florida, Mỹ đang hy vọng để mà kiếm được nhiều tiền từ việc làm sạch, từ việc tái chế nè, chất thải điện tử sạch. Rồi. Chìa khóa để cho cái việc kinh doanh của họ là khổng lồ. Rồi. Ý nói là cái điều than chốt, ý nói là cái kết quả đạt được cho cái việc kinh doanh của họ là khổng lồ. Những cái máy móc có kích cỡ lớn, ý nói là những cái kích cỡ, cái máy móc có kích cỡ như tòa nhà vậy đó, có khả năng để mà phân biệt những sản phẩm điện tử thành những vật liệu thành phần, component thành phần. Có nghĩa là phân biệt ra chỗ nào là nhựa, cái nào là sắt, sắt nhôm nhôm, để nói vậy. Rồi. S, bởi vì, hoặc là khi, trong trường hợp nghĩa bởi vì. Bởi vì những cái răng bằng sắt của cái máy này có thể break up, có thể làm vỡ, làm bể, nghiền nát những cái chất thải điện tử. Rồi. Tất cả các bụi nè, độc hại được loại bỏ từ cái quá trình này. Rồi, chất độc thì trong quá trình này thì chất thải bụi được bỏ luôn. Cái máy này có thể xử lý, handle là xử lý khoảng 70.000 tấn thiết bị điện tử một năm. Rồi, dù cho đây thì chỉ là một fraction, một phân số nhỏ của tổng cộng thôi. Nhưng nó sẽ không có tốn nhiều cái máy hơn. Nhiều cái máy như thế này hơn để xử lý sản lượng của nước Mỹ, toàn thể sản lượng của nước Mỹ về rác thải công nghệ. Rồi. Tiếp. Chúng ta dịch hết, sau chúng ta sẽ làm phần về phân tích câu 49 và câu 50. Không may mắn thay, dưới những chính sách hiện tại, quá trình xử lý trong nước của cái chất thải điện tử thì không bắt buộc. Rồi, có nghĩa là người ta xử lý hay không tùy người ta, tùy lòng hảo tâm. Và trong khi việc ship, có nghĩa là việc giao những cái chất thải này ra nước ngoài thì vẫn là một đây ethically, là nghĩa là đạo đức. Và trong khi việc giao những chất thải này ra nước ngoài thì là một câu hỏi về đạo đức, thì vẫn là một câu hỏi về mặt mang tính đạo đức. Rồi, nó thì vẫn còn nhiều lợi nhuận hơn là xử lý nó một cách an toàn ở nước Mỹ. Rồi, có nghĩa là bán ra nước ngoài lấy tiền có lời hơn là để ở Mỹ mà mình xử lý một cách an toàn. Rồi, vì vậy là Việt Nam mình cấm nhập khẩu những máy móc thiết bị điện tử cũ là có lý do. Bởi vì chúng ta chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, sau đó chúng ta bỏ ra thị trường thì nó sẽ môi trường thì nó sẽ bị rất là ô nhiễm. Rồi, vì vậy, nhưng mà Việt Nam mình rất thích xài hàng Nhật, hàng Mỹ. Nó là cứ mua thiết bị điện tử về là thấy tốt quá. Rồi, hệ thống tái chế sáng tạo này, công ty tái chế sáng tạo này đang hy vọng rằng chính quyền Mỹ sẽ sớm tạo ra các luật. Đây, chúng ta có thêm từ vựng deter from
là ngăn cản, ngăn cấm. Ngăn cản, ngăn cấm người ta từ việc gửi cái chất thải điện tử này đi ra nước ngoài. Rồi, bây giờ chúng ta dịch xong rồi. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 49. Rồi, cái nào con chữ nào dưới đây thì đúng nha, có nghĩa là có ba câu sai đó. Rồi, bây giờ chúng ta thấy câu này dễ nhất nè, biết đúng hay sai dễ nhất nè, câu C. Rồi, tổng sản lượng rác thải công nghiệp, rác thải điện tử của nước Mỹ là 70.000 tấn. Câu này sai chắc luôn. Vì đây, ngó như đây. Đây. Máy này có thể xử lý 70.000 tấn một năm. Chả nói là của Mỹ 70.000 tấn mà chỉ nói chung thôi. Có nghĩa là công suất của máy. Rồi. Bây giờ chúng ta qua câu A. Hiệp ước Basel ban đầu cấm việc nhập khẩu rác công nghệ cao vào các quốc gia châu Âu. Rồi. Câu này cũng sai luôn. Vì sao? Trên đây chúng ta thấy nè. Ký cái hiệp ước này nè, một cái hiệp ước nè, đòi hỏi các quốc gia phát triển phải thông báo cho những quốc gia nghèo về những cái chuyến hàng mà chứa chất thải nguy hiểm cho những quốc gia nghèo. Rồi, dù cho cái luật này vẫn chưa có chưa có hiệu lực. Rồi, hay chưa có hiệu lực ha. Chả nói là ban đầu cấm hay không, họ đang lừa chúng ta, không đúng. Còn ở dưới đây lại nói là một cái luật làm cho những bắt buộc những nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm cho việc vứt bỏ an toàn của rác thải độc nghiệp, rác thải điện tử mà họ sản xuất. Rồi, chứ không có cấm cái việc mà xuất khẩu rác thải ra châu Âu, sai rất rõ ràng. Bây giờ câu B. Công ty này, đây viết ra, mình có thể dịch ra hoặc là dịch từ công ty này cũng được. Tức là công ty hệ thống tái chế sáng tạo đã make a fortune, đó là kiếm rất nhiều tiền từ cái cỗ máy tái chế của họ. Rồi, trong bài cũng có đề cập nha, có thể đúng. Nhưng mà chúng ta cứ dịch tiếp câu D coi. Coi câu nào sai rõ ràng luôn thì mình chọn câu kia. Việc shipping là việc giao hàng, gửi những chuyến hàng, gửi những cái chuyến hàng chất thải điện tử ra nước ngoài thì có mang lại lợi nhuận nhiều hơn là tái chế nó an toàn ở nước Mỹ. Rồi, cũng có đề cập luôn. Rồi, bây giờ chúng ta coi nó sai nha. Câu nào một trong hai câu này nó sẽ làm mình sao nhãng, nó sẽ tương tư. Rồi, bây giờ mình dịch lại câu B. Cái công ty này đã kiếm rất nhiều tiền từ cái máy móc này, thì câu B này là người ta dùng thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa là cái công ty này trước đó đã có kiếm được tiền, hiện tại nó đang kiếm được tiền và tương lai đang kiếm được tiền. Rồi, chúng ta hiểu vậy. Bây giờ chúng ta lên bài, chúng ta xem lại nha, coi công ty nó sao. Những công ty như là cái này, như công ty này ở Florida nước Mỹ đang hy vọng để mà kiếm kiếm lời. Rồi, thấy sai rồi. Các bạn thấy không? Đang hy vọng để mà kiếm lời, người ta dùng thì hiện tại. Tiếp diễn có nghĩa là hiện tại nó chưa kiếm được lời mà nó đang hy vọng kiếm được lời, bởi vì nhìn rất là tiềm năng. Rồi, vậy thì câu B này nó sai luôn. Bây giờ câu D nè, việc giao những chuyến hàng rác thải điện tử ra nước ngoài thì mang lại những lợi nhuận lớn hơn là tái chế cho lòng nước Mỹ, nó đề cập chỗ nào? Đây, nãy chúng ta đã dịch có câu này. Đây. Đây. Đây chính là câu mà chúng ta cần tìm. Đó, nó thì là có lợi nhuận hơn xử lý nó một cách an toàn ở nước Mỹ. Rồi. Rất rõ ràng. Chúng ta xong câu 49, bây giờ chúng ta làm câu 50. Cái câu nào dưới đây có thể được suy luận
infer from, được suy luận, đây từ vựng nha, được suy luận từ đoạn văn. Có nghĩa là trong đoạn văn nó không đề cập một cách trực tiếp, nó chỉ đề cập một cách gián tiếp và chúng ta phải suy luận. Nếu như có một cái câu nào dưới đây mà nó rất rõ ràng trong bài thì có thể là sai, bởi vì không phải là thuộc dạng suy luận. Rồi, bây giờ chúng ta dịch câu A. Hầu hết các quốc gia đã làm những nỗ lực enormous, là khổng lồ. Rồi, để mà xoay sở cái việc xuất khẩu rác thải công nghiệp của họ. Hầu hết các quốc gia đã làm những cái nỗ lực khổng lồ để mà xoay sở cái việc xuất khẩu chất thải của họ, chất thải điện tử của họ. Thì trong bài chúng ta có là những chuyến hàng gửi đi nước ngoài thì cũng có thể hiểu là việc xuất khẩu, nhưng trong bài không đề cập tới là hầu hết các quốc gia đã làm những nỗ lực để mà xuất khẩu. Không, không có. Chỉ có đề cập là những cái các quốc gia phát triển thì nó gửi những chuyến hàng đi thôi, bởi vì nó có lời, và không có đề cập tới là những cái nỗ lực nhiều. Rồi, người ta không kinh doanh cái này. Bây giờ câu B. Legislative có nghĩa là tính từ, có nghĩa là thuộc về luật pháp, hành pháp. Các hành động luật pháp thì fundamental, từ vựng là thì cơ bản, để mà giải quyết được cái vấn đề của việc rác thải công nghiệp một cách hiệu quả. Có nghĩa là hành động về luật thì cơ bản để mà giải quyết được vấn đề của cái việc mà vứt bỏ rác thải điện tử này một cách hiệu quả. Câu này có thể đúng. Rồi, có thể đúng. Câu C. Nhưng mà chúng ta cứ qua câu C, câu D ha. Đọc sơ qua để chúng ta biết. Các luật nghiêm khắc chống lại gửi những cái chất thải điện tử này ra nước ngoài. Rồi, đã được. Đây, đã được upheld, một từ vựng, ủng hộ ở Florida. Các luật nghiêm khắc chống lại việc gửi những cái chuyến hàng này, những chuyến hàng điện tử, thiết bị điện tử, chất thải điện tử ra nước ngoài gần đây được ủng hộ ở Florida. Rồi, nói anh chơi thử coi, nãy giờ đến đây kiếm chữ Florida thử coi. Rồi, trong bài có chữ Florida, nhưng mà cái ý nói là cái công ty này ở Florida đang hy vọng là kiếm được lợi nhuận. Còn dưới đây nói là những cái luật nghiêm khắc chống lại cái gửi này, không hợp lý ha. Điền chữ in Florida vô là làm câu này sai rất là rõ ràng rồi, chúng ta không cần phải xem xét nó nữa. A cũng không cần xem xét thì nó sai rất là rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta qua câu D. Các quốc gia đang phát triển, có nghĩa là các quốc gia nghèo, lạc hậu, kém phát triển có lợi more là nhiều hơn từ cái việc kinh doanh rác thải điện tử hơn là counterpart, ở đây có nghĩa là người cùng hành cùng cấp, hay ở trong trường hợp này là quốc gia cùng cấp với từ này đây, người ta không muốn dùng lại nó, hai chữ này nghĩa giống nhau. Những quốc gia phát triển đây, những quốc gia nghèo có lợi nhiều hơn từ việc kinh doanh chất thải điện tử hơn là các quốc gia phát triển. Rồi, câu này thì sai rõ ràng luôn, bởi vì trong bài chúng ta đề cập ở chỗ này, đây nè, đã đưa ra một cái ảnh hưởng về sức khỏe đối với con người ở đó. Ý đó là con người ở những quốc gia nghèo. Không thể nào mà các quốc gia nghèo mà có lợi hơn cái việc trong cái việc kinh doanh này. Rồi, thì chúng ta bỏ câu D luôn, bởi vì nó quá sai. Rồi, vậy thì chúng ta còn câu B thôi.
Câu B là một câu đúng. Các nước ngồi lại với nhau ký một cái hiệp ước và họ cũng đang suy nghĩ là sẽ bắt cái nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho những cái mặt hàng mà họ thu hồi, những cái mặt hàng mà những nhà sản xuất đó sản xuất bán ra khi nó hết vòng đời sản xuất, hết vòng đời sử dụng. Vậy đáp án của chúng ta là câu B. Rồi, bây giờ chúng ta còn một câu cuối cùng là câu hỏi tổng quát. Cái nào phù hợp nhất là tựa đề của đoạn văn này? Rồi, nãy giờ chúng ta làm những câu hỏi chi tiết thì chúng ta cũng đã hiểu được sơ sơ cái bài này rồi. Rồi, bây giờ chúng ta coi là người ta cho mình cái gì. A. Domestic recycling pros and cons. Sự tái chế trong nước. Pros and cons, thuận và chống, hay là thuận và chống, hay là những thuận lợi và bất lợi. Thì trong bài cũng đề cập là cái việc tái chế có những lợi và bất lợi, nó cũng đề cập, nhưng mà chỗ này là domestic, là trong nước, có lẽ không phù hợp. Rồi, nhưng mà cũng từ từ coi, có nhiều câu sẽ có thể sẽ không phù hợp hơn, biết đâu như vậy. Câu B, việc tái chế chất thải storm in a teacup. Rồi, chúng ta có thành ngữ ha, biết được thành ngữ này thì chúng ta sẽ dễ làm câu này. A storm in a teacup thì chúng ta dịch từng chữ một ra, một cơn bão trong một tách trà. Một cơn bão mà trong một tách trà thì thuật ngữ này có nghĩa là chuyện bé xé ra to. Đây là một thành ngữ, chuyện bé xé ra to, tái chế chất thải, chuyện bé xé ra to, không đúng ha. Đây thuộc một vấn đề cực kỳ quan trọng trong bài. Rồi, tuy là nó không trực tiếp nói đây là vấn đề quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của cái việc này, không phải là chuyện bé được. Bỏ nó đi, này sai rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta coi câu C, qua câu C. Rác thải điện tử một mặt hàng xuất khẩu của tương lai. Câu này kinh dị quá, người ta đang cấm đây. Rồi, bỏ nó luôn, bỏ nó luôn. Bây giờ chúng ta qua câu D, dịch thử. Rác thải điện tử a master clip. Rồi, mess trong trường hợp này có nghĩa là một sự bừa bãi, bừa bộn, một sự bối rối. Rác thải điện tử một cái sự bối rối để mà clear up, là xử lý nó. Hợp lý ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn câu A với câu D thôi. Câu A thì đúng chỉ có 50%. Việc tái chế, tái chế trong nước, thuận và chống. Trong bài của mình nó không đề cập trong nước đâu không nha, nó đề cập là cả thế giới. Rồi, còn cái việc tái chế trong nước thì nó chỉ đề cập một chút xíu là ở Mỹ thôi. Lấy một ví dụ là ở Mỹ tái chế cái rác thải đó, nhưng mà bán qua những nước quốc gia khác thì lại kiếm được nhiều tiền hơn, nên là nó cũng chả thèm tái chế luôn nữa, tái chế nhiều. Rồi, vậy câu A thì chỉ đúng 5%, không đúng chúng ta bỏ luôn. Câu D hợp lý nhất, chủ đề tốt nhất của chúng ta là rác thải điện tử một sự mess, có nghĩa là một sự, hồi nãy đã nói với các bạn rồi, có nghĩa là một sự bối rối, hay là một cái vấn đề nào đó mà chưa có hướng giải quyết cụ thể. Nghĩa của từ này là vậy, một sự bối rối để mà xử lý. Đáp án chúng ta là câu D. Rồi, câu D. Vậy là chúng ta xong câu 43, 44 rồi, 45, 46, 47 rồi, 48, 49, 50. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong giải chi tiết đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 môn tiếng Anh. Rồi, hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo giải chi tiết đề thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các năm trước đó. Xin chào và tạm biệt các bạn.